Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong thời gian vừa qua thì mình không có ra video cũng do một số cái lý do cá nhân. Mặc dù không đăng video nhưng mà mình vẫn theo dõi các cái bình luận của các bạn trên kênh YouTube của mình. Có rất là nhiều bạn quan tâm về cái hình thức landing page. Thì cái nội dung video hôm nay của mình sẽ xoay quanh về cái chủ đề landing page ha. Thứ nhất là mình sẽ giải thích các bạn cái khái niệm landing page là gì. Landing page hay còn gọi landing page nhé, thì cái cách gọi nó khác nhau thôi đó, và cái mục đích của landing page là gì. Tiếp theo là mình sẽ phân biệt cho bạn về landing page và website ha, cái website và landing page nó khác nhau như thế nào đó. Tiếp theo đó thì mình sẽ giới thiệu các bạn những cái nền tảng các bạn có thể tạo ra những cái landing page ha. Rồi thì đầu tiên về cái khái niệm landing page là gì, thì ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu ha. Thì khi các bạn lên Facebook này, khi các bạn lên Facebook các bạn có thể lướt này, thì lâu lâu các bạn thấy những cái quảng cáo ha. Và trong những cái quảng cáo này thì người ta sẽ gắn một cái đường link. Đây mình nhấp vào nhé. Wi-Fi nhà mình hôm nay hơi yếu nhé, các bạn thông cảm nhé. Đây, thì khi bạn click vào cái bài viết ở trên Facebook á, những cái bài viết quảng cáo đây, các bạn có thể thấy người ta đăng quảng cáo này, được tài trợ này, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ nhảy ra một cái trang, thì những cái trang này người ta gọi là landing page ha. Đây, landing page hay còn gọi landing page ha. Đó. Hoặc ở đây mình cũng có một cái ví dụ, đó là landing page ha. Đây thì đây cũng gọi là một cái landing page. Cái landing page bên này á thì chủ yếu là sử dụng cho điện thoại di động này, tại vì người ta thiết kế theo cái định dạng ở trên điện thoại di động. Còn cái website bên này thì thiết kế cho cả máy tính và cả di động luôn. Đó, còn bên này thì chủ yếu là dành cho di động thôi. Đây, hoặc cái này cũng được gọi một cái landing page này. Đây ha, đây cũng gọi là một cái landing page. Thì landing page là một cái trang có nội dung, giao diện và tên miền giống như một cái trang web bình thường ha. Tuy nhiên thì nó sẽ tập trung vào một cái nội dung nhất định trong một cái trang duy nhất. Đây các bạn có thể thấy nhé, cái landing page này nó chỉ thể hiện một cái nội dung duy nhất thôi. Đó là về cái sản phẩm viên uống trắng da ha. Nó chỉ tập trung vào một cái sản phẩm thôi. Hoặc là cái này thì chỉ tập trung một cái sản phẩm, đó là giảm cân, thật giảm cân ha. Hoặc là cái này, và cái này cũng tập trung vào một cái sản phẩm, tuy nhiên ở đây là người ta đang chia sẻ một cái câu chuyện nào đó, và dưới này người ta sẽ PR tới một cái sản phẩm ha. Thì nói chung là nó cũng tập trung tới một cái sản phẩm thôi. Thì để các bạn có thể dễ dàng phân biệt được landing page và một cái website như thế nào, thì ví dụ mình sẽ vào một cái website ha. Mình ví dụ như mình sẽ vào một cái website. Đây mình ví dụ như mình sẽ vào một cái website ở trên Google ha. Đây thì các bạn có thể phân biệt được này. Các bạn sẽ phân biệt nhé. Ví dụ như landing page á, thì nó sẽ chỉ tập trung vào một cái sản phẩm thôi. Nó chỉ tập trung vào một sản phẩm thôi. Ví dụ cái này thì người ta tập trung vào cái sản phẩm là viên uống trắng da đúng không? Còn cái landing page này thì tập trung vào thật giảm cân. Đó. Còn cái này thì người ta sẽ tập trung vào một cái câu chuyện. Sau đó thì người ta sẽ PR tới một cái sản phẩm nào đó. Đó thì nói chung là những cái này nó tập trung tới một cái sản phẩm cụ thể nào đó ha. Còn đối với website thì nó lại không như vậy. Website thì nó sẽ gồm nhiều danh mục hơn. Đây các bạn có thể thấy danh mục trang chủ, thương hiệu, trang điểm, dưỡng da, nước hoa. Nói chung là nó rất là nhiều cái chuyên mục ha. Đó các bạn thể thấy này, rất là nhiều chuyên mục và rất là nhiều sản phẩm. Còn landing page thì nó chỉ tập trung vào một sản phẩm nào đó thôi. Và khi mà vào cái trang landing page này thì một là người ta sẽ đặt hàng, còn hai là người ta sẽ thoát ra. Còn đối với những cái trang website thì người ta có thể vào đây, người ta sẽ đọc thông tin, người ta xem sản phẩm ở đây, rồi qua đây người ta có thể xem nhiều thông tin khác ha. Website thì nó sẽ có những cái phần danh mục hay còn gọi là các cái menu ở đây ha. Đây menu này, ví dụ nhấp vào thì nó sẽ ra các cái danh mục khác ha.
Đây, rất là nhiều cái danh mục trong này. Đây ha, rất là nhiều cái danh mục. Còn đối với những cái landing page á, thì nó sẽ không có danh mục nào hết. Nó chỉ có một cái trang đích duy nhất thôi. Và nó chỉ dùng để giới thiệu một cái sản phẩm nào đó. Đó, các bạn có thể để ý ở đây nó chỉ có một cái trang duy nhất thôi, nó không có các cái menu giống như là bên website. Cái này cũng vậy luôn. Còn cái này thì nó khác đi một chút, đó là nó cũng có các cái menu, tuy nhiên khi bạn nhấp vào cái menu này thì nó sẽ không có nhảy ra ha. Tức là ở đây người ta chỉ dùng để mà kiểu như là để trang trí thôi, tức là làm cho nó giống như một cái website thôi, chứ thực ra nó chỉ là một cái landing page nhá. Nếu mà là một website thì khi nhấp vào từng cái menu thì nó sẽ nhảy ra những cái bài viết khác. Còn ở đây thì khi mình nhấp vào thì nó không có nhảy ra những cái trang khác này, nó chỉ đứng yên thôi. Có nghĩa là ở đây chỉ là một cái landing page thôi. Những cái phần blog hay là luyện tập hay làm đẹp ở đây chỉ mục đích là làm cho cái trang này nó giống như là một cái website ha, để tăng cái độ uy tín lên. Đó, thì các bạn có thể phân biệt giữa website và landing page như vậy ha. Thông thường thì người ta sẽ sử dụng những cái landing page này khi mà chạy quảng cáo ha. Đây các bạn có thể thấy này, người ta chạy quảng cáo Facebook thì người ta cũng dùng landing page ha. Đây. Đó, người ta dùng landing page để quảng cáo Facebook này. Hoặc là lâu lâu các bạn có thể lên Google, các bạn có thể tìm đây, mình sẽ ví dụ như mình tìm là để xem có ai quảng cáo không nhé. Đây quảng cáo này, ví dụ mình sẽ nhấp vào cái này đi. Đây. Thường thường là người ta sẽ dùng để mà chạy quảng cáo ha. Đây ha, thì đây cũng là một cái landing page ha. Cái landing page này nó có một cái đặc điểm là nó sẽ có các cái menu này. Tuy nhiên các cái menu này thực chất là nó cũng nằm trong cái trang này thôi, là do người ta thiết kế ha. Chứ không phải là cái dạng menu giống như bên này ha. Ví dụ như cái dạng menu ở bên này thì nhấp vào đây thì nó sẽ nhảy ra một trang khác. Còn những cái menu ở đây á, thì nhấp vào thì nó cũng nhảy ra những cái trang ở trong này thôi, những cái phần ở trong này thôi ha. Đấy, ví dụ như nhấp vào phần công dụng này thì nó sẽ nhảy ra cái phần này. Nhấp vào ưu điểm thì nó sẽ nhảy ra cái phần này. Nhấp vào giấy chứng nhận thì nó sẽ nhảy ra cái phần này. Nhấp vào thành phần, nó sẽ nhảy ra cái thành phần. Đó, thực ra thì nó nằm trong một trang landing page ha. Đó, nên các bạn có thể hiểu ha, để phân biệt được ha. Đó, landing page thì nó sẽ chỉ tập trung giới thiệu một cái sản phẩm nào đó thôi. Đó, và nó sẽ có cái phần để mà mình có thể đặt hàng, khách hàng có thể đặt hàng hoặc là gọi điện ha. Đó, thì thông thường các bạn có thể thấy là người ta sẽ sử dụng landing page để mà chạy quảng cáo ha, quảng cáo Facebook hoặc là quảng cáo Google hoặc là những cái mạng quảng cáo khác. Và cái mục đích chạy quảng cáo thì nó sẽ có nhiều mục đích khác nhau. Đối với những cái dạng landing page này thì thông thường là người ta sẽ bán hàng ha. Đây, ví dụ người ta bán hàng này, nhấp vào đặt hàng ngay này thì nó sẽ nhảy ra cái phần để người ta điền thông tin để đặt hàng ha. Đó, thì đây là những cái dạng landing page để mà bán hàng. Còn có một số loại landing page thì dùng để thu thập thông tin của khách hàng. Thu thập thông tin khách hàng nhé. Mình ví dụ như mình sẽ tìm một cái dạng landing page thu thập thông tin khách hàng này. Đợi mình chút nha, để mình tìm cái. Đây hồi nãy thấy một cái bài quảng cáo, giờ đâu mất tiêu rồi. Thu thập thông tin khách hàng thì thay vì ở đây là cái nút mua hàng thì ở đây sẽ là điền email họ tên số điện thoại ha, để mà người ta thu thập được cái thông tin khách hàng. Thông tin khách hàng ở đây là số điện thoại, Gmail, họ tên. Thì cái này cũng là một cái dạng vừa thu thập thông tin khách hàng vừa bán hàng này. Tuy nhiên ở đây người ta không có thu thập địa chỉ email, người ta chỉ dùng để bán hàng thôi. Còn một số cái landing page khác thì người ta sẽ thu thập email nhé. Thu thập email xong sau này người ta có thể chăm sóc khách hàng thông qua email. Ngoài ra thì còn có một cái loại landing page, đó là kêu gọi hành động để mà chuyển hướng sang một cái trang khác. Đây mình dùng như cái blog này này, giống như là một cái landing page này này. Thì ở đây người ta chia sẻ một câu chuyện ha, câu chuyện về cái một cái diễn viên sử dụng cái sản phẩm này. Và ở dưới này thì người ta có để cái phần là đặt mua hàng chính hãng ngay tại đây. Thì khi mà người ta nhấp vào đây thì nó sẽ nhảy ra một trang khác. Đó, thì nó được gọi là một cái trang trung gian chuyển đổi, hay có thể gọi là một cái trang pre-landing ha. Đó, rồi thì đây mới là cái trang đích này.
hồi nãy là một cái trang trung gian thôi, còn đây mới là cái trang cuối cùng để khách hàng có thể mua sản phẩm ha. Đó thì landing page nó sẽ có nhiều cái dạng khác nhau và nhiều cái mục đích khác nhau. Và các bạn có thể thấy này, cái lý do mà người ta hay sử dụng cái landing page để chạy quảng cáo là các bạn có thể thấy ha, cái landing page thì người ta sẽ thiết kế rất là bắt mắt và đầy đủ thông tin ha. Nó đầy đủ thông tin như vậy thì nó sẽ dễ tạo ra chuyển đổi hơn so với những cái website hay là những cái bài viết dạng như vậy ha. Đây ví dụ như mình sẽ vào một cái bài viết cụ thể này về một cái sản phẩm cụ thể ha, các bạn có thể so sánh nhé. Tất nhiên là hai sản phẩm này nó khác nhau, tuy nhiên thì các bạn có thể hình dung được nếu các bạn viết một cái bài viết và các bạn làm cái landing page thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Đó, ví dụ các bạn đây là cái bài viết sản phẩm này. Đó, cái bài viết sản phẩm thì nó chỉ có như vậy thôi. Nó chỉ có giới thiệu về sản phẩm này, có vài dòng thôi và có hình ảnh ha. Còn đối với một cái landing page thì người ta sẽ thiết kế trông rất là chuyên nghiệp, đầy đủ các cái công dụng, rồi có cả những cái phần ví dụ như là khách hàng đánh giá đây, hoặc là những cái hình ảnh rất là bắt mắt ha, hình ảnh trước sau này, trước khi dùng và sau khi dùng này. Rồi ngoài ra có một số landing page thì người ta sẽ sử dụng những cái hình ảnh của người nổi tiếng này đây, hoặc là những cái video ha. Đó, và cái tỷ lệ chuyển đổi của những cái trang này nó sẽ cao hơn so với những cái trang mà chỉ có viết một cái bài viết như vậy ha. Nó sẽ có những cái phần khách hàng vừa đặt hàng này. Đó, tạo ra cái hiệu ứng ha, hiệu ứng đám đông á. Rồi thì nói chung một cái landing page thì nó sẽ tập trung vào một sản phẩm hoặc là một cái nhóm sản phẩm nào đó ha. Nó khác với cái một cái website. Đó, một website thì nó rất là nhiều cái thông tin. Đó, một website thì rất là nhiều thông tin ha. Rồi. Rồi, cái mục đích cái này thì thường thường người ta sẽ dùng để chạy quảng cáo ha. Quảng cáo trên các cái nền tảng khác nhau. Thì tiếp theo là mình sẽ giới thiệu các bạn một số cái nền tảng các bạn có thể thiết kế landing page. Thì cái nền tảng thứ nhất đó là cái nền tảng landing page, ladipay.vn ha. Đây, các bạn có thể lên Google các bạn gõ ladipay.vn. Đó. Trong video này thì mình sẽ không hướng dẫn các bạn cái cách mình có thể thiết kế ra những cái landing page nha. Video sau nếu mà có thời gian thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Bạn nào mà có nhu cầu thiết kế landing page để chạy quảng cáo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Thứ nhất là các bạn sẽ vào cái trang landingpage.vn này, rồi các bạn sẽ đăng ký một cái tài khoản ha. Các bạn sẽ đăng ký một tài khoản. Đây, vì mình đã có tài khoản rồi thì mình sẽ nhấn đăng nhập nhé. Khi các bạn vào trong này thì nó sẽ có một số cái mẫu landing page có sẵn miễn phí ha, hoặc các bạn có thể tự tạo ra những cái landing page mới. Đây thì ví dụ như các bạn có thể vào cái phần giao diện mẫu này, trong này có rất là nhiều cái giao diện mẫu ha, các bạn có thể sử dụng những cái giao diện trong này có sẵn ha. Nó thuộc nhiều chủ đề khác nhau, ví dụ như là sự kiện hội thảo đó, hoặc là mẹ và bé, nó có rất là nhiều cái chủ đề khác nhau ha. Các bạn có thể vào đây, các bạn muốn sử dụng thì các bạn chỉ cần nhấp vào sử dụng thôi. Đây, các bạn có thể tạo ra một cái landing page mới, mình tạo thử nhé. Đó thì các bạn sẽ thiết kế landing page trong này ha, các bạn đợi chút nhé, mình sẽ vào một cái landing page khác xem. Đây, ví dụ mình sẽ vào cái phần làm đẹp xem. Đó thì đây là một số cái mẫu landing page có sẵn ha. Đây ví dụ như cái này là giảm cân này. Nhấp vào xem trước này. Đó thì đây là một cái mẫu landing page có sẵn ha. Đó thì khi bạn sử dụng những cái landing page này thì bạn chỉ cần chỉnh sửa những cái phần trong này thôi. Nó sẽ có sẵn những cái form giống vậy ha. Và các bạn chỉ cần chỉnh sửa thông tin ở đây thôi. Thì trong video sau nếu mà có thời gian thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn cách thiết kế landing page ha. Rất là dễ thôi, không có gì khó đâu. Thì đó là cái nền tảng thứ nhất. Cái nền tảng thứ hai các bạn có thể thiết kế landing page, đó là các bạn có thể sử dụng Simple Pay ha. Simplepay.vn này. Simplepay.vn thì cũng tương tự như là landing page ha. Các bạn có thể đăng nhập. Các bạn đăng ký tài khoản rồi đăng nhập nhé. Rồi ở trong này nó sẽ có cái phần giao diện mẫu này, nó cũng tương tự bên kia thôi. Đó, ví dụ nó sẽ có những mẫu quảng cáo Facebook, quảng cáo Zalo, Google Ads ha. Đây mình sẽ vào Google Ads này. Đây,
Đó, hoặc là các bạn có thể lựa chọn theo từng cái ngành hàng, ví dụ như tài chính, du lịch, công nghệ, sức khỏe, làm đẹp, xem. Đó, thì nó sẽ cũng hiện ra những cái landing page có sẵn ha. Đó, thì các bạn có thể nhấp vào đây này. Các bạn thích cái landing page nào, các bạn có thể nhấp vào xem trước này. Thông thường là những cái mẫu ở đây thì người ta đã tối ưu hết rồi ha. Người ta tối ưu giao diện ở trên desktop và cả trên mobile nữa ha. Đó. Các bạn chỉ cần về chỉnh sửa những cái thông tin trong này này. Rồi thay thế video này, thay thế những cái thông tin ở đây này. Đây ha, đây là giao diện ở trên mobile. Đó. Thì tóm lại cái nội dung video này thì mình đã giải thích các bạn cái khái niệm về landing page. Landing page thì nó sẽ tập trung vào một cái sản phẩm nhất định hoặc là một cái nhóm sản phẩm nào đó ha, tập trung đầy đủ thông tin. Thì mục đích của landing page là thường thường người ta sẽ dùng để chạy quảng cáo, quảng bá một cái sản phẩm nào đó, rồi thu thập email, số điện thoại hoặc là có thể tặng quà chẳng hạn. Đó, thì đó là cái mục đích của sử dụng landing page. Và landing page thì nó sẽ tập trung vào sản phẩm, nó khác với so với một cái website. Website thì nó sẽ rộng lớn hơn, nó sẽ nhiều sản phẩm hơn. Còn landing page thì nó chỉ tập trung vào một sản phẩm nào đó thôi. Và nếu mà có thời gian thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mình có thể tạo landing page chạy quảng cáo. Chạy quảng cáo Google hoặc là Facebook ha. Rồi, thì video hôm nay của mình dừng lại tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, các bạn nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video này giúp mình nhé.